chiến 2005 chính thức trở lại, cùng săn bắt Hoàng Kim, Công Thành, liên đấu tại hồi ức võ lâm truyền kỳ 2005.net. Có lẽ game thủ nào cũng từng có một tuổi thơ, một thanh xuân gắn bó với quán net. Dù ít dù nhiều thì đó cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm của chúng ta với các chiến hữu mà ta sẽ không thể nào quên đến mãi về sau. Nhưng nếu thói quen đi net dần trở thành không thể bỏ được thì sẽ ảnh hưởng thế nào? Mời các bạn cùng xem game.com đến với tâm sự game thủ ngày hôm nay. Cái giá của việc xem quán net là đam mê. Đối với tôi ngay lúc đấy, nhận thức của một học sinh về niềm đam mê chỉ là ngồi quán net và nhận ra đó thực sự là điều mình làm tốt nhất. Cũng như những bậc phụ huynh khác, ba mẹ tôi phản đối tôi bằng cách họ coi nó không phải là đam mê mà là đâm đầu về phía trước trong nghèo khó. Nó không có tương lai, theo cách nghĩ trưởng thành là không có việc làm, tiền bạc, không có vợ con. Nhờ đó, bỏ học là hai từ mà tôi thường dùng khi tôi cắp sách từ quán net để trốn học. Chỉ có con đường học hành là phương tiện tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái. Mẹ thường nói với tôi như thế mỗi khi mẹ khóc. Tất nhiên, cũng chính những lúc mà mẹ biết tôi cúp học chơi game. Và khoảnh khắc đó cũng đến, tôi được mời đi uống trà với cô phó hiệu trưởng trường cấp 3. Cấp 3 là một giai đoạn quan trọng, đặc biệt là đối với một học sinh lớp 12 như tôi. Cô đã chia sẻ nhiều điều về hậu quả trong tương lai nếu tôi tiếp tục chọn game và nghỉ học. Tôi chỉ biết nói dạ vâng, sau đó gật đầu lễ phép chào cô để vào lớp. Tôi được đóng vai trò ngoan và tiếp tục ngày sau bằng cách trốn tiết. Nhà trường đã mời gia đình của tôi đến làm việc và tôi đã lưu ban theo cách này. Em Đạt cúp tiết, nghỉ học quá nhiều sau nhiều lần khuyến khích tiếp tục học. Gia đình rất buồn, mẹ tôi càng buồn, bố tôi còn buồn hơn nữa. Một người đàn ông hiếm khi nói, luôn ghi nhớ trong tâm trí của mình. Tôi nghĩ vào thời điểm đó, ông ấy đau lòng hơn bất cứ ai. Và tất nhiên trong thời gian đó, tôi chỉ ngồi quán net ruột của chính mình với những người lạ chơi cùng, dần hóa thành anh em ruột, cứ ngỡ tất cả đều là huyết thống. Có những người như tôi phải học chơi game để nuôi ước mơ trở thành game thủ, thi đấu chuyên nghiệp trong môi trường esports, nhất quyết không để nản chí. Tuy họ còn không biết ngày nào mình mới được lên sàn thi đấu, kiếm tiền để chu cấp cho cha mẹ và xây dựng gia đình cho bản thân. Có người khác với tôi, chọn game là nơi buôn bán, kiếm tiền để mua những thứ nhỏ nhặt, hay đơn giản là giúp đỡ gia đình khi đang gặp khó khăn. Nó thực tế, có tiền và ăn ngay lập tức. Tôi định làm theo nhưng nó không làm tôi hứng thú, đành lắng nghe và chúc mừng họ thôi. Nhưng có những người chỉ đơn giản chọn quán net là ngôi nhà thứ hai, nơi trú ẩn cuối cùng trước cuộc sống đầy khó khăn và sóng gió, theo nhận thức của họ. Có thể trong số họ có những người thực sự lười biếng, nhưng ở đó cũng có một số người đáng để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Chắc rằng nếu tôi đã trưởng thành vào thời điểm đó, tôi sẽ giúp đỡ được họ, ít nhất là một lời động viên. Không có nơi nào để đi, chỉ có quán net hoặc ngủ trên đường phố, cậu nhóc nói với tôi trong một đêm đi net. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà thường đến quán net để đưa cơm cho tôi, thậm chí cả tiền chơi game, như một thói quen và nghĩa vụ được mặc định. Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả, nhưng tôi đủ biết tình yêu thương của cha mẹ sẽ luôn có thể bao bọc tôi bất cứ khi nào. Tất nhiên, tôi chẳng nghĩ đến điều gì quá xa vời, vì vậy tôi đã từ bỏ việc học để chọn một con đường mang lại cho tôi hai từ, đam mê. Thời gian trôi qua, thói quen đi net buổi sáng cho tới đêm khuya rồi về nhà ngủ. Hôm nào lười quá thì net đêm. Mẹ tôi buồn rồi cũng quen, bố tôi giàu rồi dần chấp nhận, còn cả nhà xem đó là một sự thật không thể thay đổi. Và rồi ngày này cũng đến một cách tình cờ, game mà tôi chơi sắp đóng cửa, quán net cũng thay đổi dần.
mọi người mà tôi từng đồng hành cảm thấy xa lạ và mọi thứ không là của tôi như ngày đầu mới chơi. Nơi thỏa mãn đam mê của tôi cũng chính là nơi mà cuộc đời tôi bị giết chết, bất ngờ đến ngỡ ngàng. Lúc đó tôi không biết mình là ai, chỉ biết tôi phải đến một quán net thân quen, phun tiền cho họ, ngồi yên, lướt net, nghe nhạc và xem phim, chọn một trò chơi nào đó để chơi, tự coi mình có thể theo đuổi nó với một suy nghĩ hồn nhiên sẽ là bậc thầy trong game. Nhưng điều này chỉ là lý do bản năng để được ngồi lại với game, với thế giới ảo và cả quán net. Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong một quán net, xuyên qua song sắt, thấy những đứa trẻ cấp 2 đi xe đạp sau giờ học, và tôi tự nhiên thấy nhói lòng. Tôi không biết khoảnh khắc này có gì đối với tôi, nhưng nó chắc chắn đã khiến tôi nhớ đến câu nói của mẹ. Chỉ có con đường học hành là phương tiện tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái. Ngay tại không gian quán net này, câu nói ấy khiến tôi có một cảm giác nào đó thấm thía. Có một lần khi tôi đang ngủ gà ngủ gật vào ban đêm tại quán net, tôi chợt nghĩ đến gia đình, có ba và mẹ, có căn phòng nhỏ, có bữa ăn khi tôi còn đi học và những lời mắng yêu của người thân khi họ bị tôi làm tổn thương. Cuộc sống khi bộn bề, mệt mỏi vô cùng, tôi chỉ muốn về nhà, về với ngôi nhà mà tôi nghĩ là thứ yếu. Giờ đây sau nhiều năm sóng gió, cùng với sự lớn lên giống như nhiều người đàn ông khác với sự xô đẩy của thời gian, khi nhìn lại thời học sinh năm ấy và theo đuổi một điều gì đó mơ hồ ngoài nhận thức của tuổi học trò, chọn game làm nghề, chơi game trong quán net như đi học ở trường lớp, đây liệu có thể coi là trải nghiệm đầy thú vị của tôi? Cái trải nghiệm đó được đánh đổi bằng những đêm khóc ròng của mẹ, nỗi đau lòng của bố và xót xa của thầy cô, cũng như sự hối hận vì đã bỏ lỡ chữ ký của những người bạn học vào mùa phượng vĩ cuối cùng ngay ngày tốt nghiệp để hoàn thành 12 năm học. Bây giờ nhìn lại, tuy có vui có buồn, nhưng chúng cũng khiến tôi mỉm cười về tuổi thơ lầy lội, tạm thời được gọi là một thời kỳ chênh vênh cùng quán net. Vậy các bạn nghĩ sao về những dòng tâm sự này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!